Một chàng trai thất nghiệp bỏ phố về quê, bị mẹ cho ra chòi sống một mình. Mà sao thấy nó sống sung sướng dữ gì trời, ngày nào cũng thấy nó nấu đồ ăn ăn hết trơn vậy. Từ hôm bữa bị mẹ cho ra ngoài chòi ở tới bây giờ có được vô trong nhà đâu. Thử mà bước chân vô trong nhà cái đi là bá cho ăn chổi trà liền. Mà thôi kệ đi, ở ngoài chòi một mình cũng sướng mà. Ê mà bữa nay thằng cháu của tôi nó đi đâu mất tiêu rồi ta? Hình như là nó đi học rồi hả dạ? Bởi vì không có nó ở đây. Chứ hôm qua ăn con gà xong là nó ở ngoài đây với tôi luôn rồi. Có thêm thằng cháu nữa, hủ hỉ nó cũng vui. Rồi thì bữa nay nhọn mới qua chuồng gà nhà của ông Sáu. Lọ mọ lụm được một chục cái trứng hồng vịt lộn. Rồi cái đảo qua bên nhà thấy ba đang chặt dừa, cái lấy hai trái. Hên đó, hên là ba chưa có thấy đó, thấy là tới công chuyện nữa. Giờ là mình đem mấy cái trứng hộp vịt lộn ra chòi rửa cho nó sạch, lấy nguyên cái bàn chải mình sạc sạc, mình chà chà cho cái trứng nó trắng bóc lên luôn. Để không thôi nó còn dính đất là nó dơ dữ lắm. Hộp vịt lộn mình rửa xong rồi ha, cái mình cho nó vô cái nồi. Sẵn ở đây có hai trái dừa của ba mình mới lấy, mình chặt ra mình đổ vô cái hộp vịt lộn mình luộc luôn. Nghe nói đâu là hộp vịt lộn luộc nước dừa ăn nó thơm dữ lắm đó. Ê nhọn đâu rồi, hai trái dừa của tao mới để đây đâu mất tiêu rồi mày? Dạ con cũng không có biết nữa ba ơi, con không có lấy nghe. Ôi trời, nhớ hồi nãy ông đâu có thấy mình lấy đâu ta, mà sao bây giờ ông hỏi gì ta? Rồi thì mình bỏ hai trái dừa ra, đổ vô cái nồi hộp vịt lộn để mình luộc, rồi quýnh vô thêm một tí xíu muối, một tí xíu đường nữa, rồi mình bắt lên bếp lửa mình luộc. Nhớ chực ra là ở ngoài trời hết củi rồi, giờ cũng phải lù lù ra ngoài trước lấy củi đem ra ngoài sau hè để nấu. Ê đâu mày, sao mà lấy củi nữa rồi? Sao mà không tự đi chặt củi về nấu đi mà lấy củi của tao rồi vậy? Trời, đã cho ra ngoài đây ở rồi mà tới lấy củi cũng không cho luôn nữa. Rồi bây giờ cũng có củi, cái mình nhúm lửa mình bắt cái nồi vịt lộn lên mình luộc ha. Rồi thì trong thời gian mình đợi luộc trứng cho chín, mình sẽ làm một chén muối tiêu chanh, cho vô chén tí xíu muối, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt, thêm một tí xíu tiêu xay nữa, với thêm vài trái ớt cho nó cay cay, rồi nặng thêm trái chanh vô nữa cho nó chua chua, vậy là xong rồi đó. Rồi cái mới xay qua dở thăm chừng cái nồi hộp vịt lộn hết hồn luôn. Âu là trời, luộc sao mà cái trứng nó bể ra luôn à trời. Hôm bữa có nghe bà Sáu bà đồn là trứng hộp vịt lộn của bà là cứng như là cục gạch vậy đó, đập cỡ nào là cũng không có bể luôn, mà bây giờ luộc có một xíu à bể rồi. Rồi tự nhiên sao bữa nay ông trời ông kỳ vậy ta, đã cái cảnh của mình đang khổ bị đang ra ngoài trời để ở, mà giờ cộng thêm ông trời ông mưa nữa, giọt banh chành hết trơn. Hồi gọi ta nói he, mưa lớn này nhiễu từ ở trên mà nhiễu xuống, nhiễu một phát á lũng đất luôn á. Thôi trời ơi khổ dữ gì trời, chắc ra nan nỉ mẹ để cho mẹ cho vô nhà lại ở quá, chứ ở ngoài đây có một mình mà cái cảnh mưa như thế này sao chịu được. Rồi giờ ha, cái nồi hộp vịt lộn mình luộc cũng đã chín rồi nè, vớt cái ăn cái đi rồi tính tiếp. Thì mấy cái trứng hộp vịt lộn luộc cũng đã chín, giờ mình gấp bỏ ra cái nia, cho lên thêm một tí rau găm để ăn kèm nữa, với một chén muối tiêu chanh. Trời trời, ngoài trời đang mưa ầm ầm lạnh lạnh ha, còn ở trong chòi có một xìa hộp vịt lộn nóng nóng mà ăn nữa thì còn gì bằng. Giờ là cho cái trứng hộp vịt lộn vô cái ly nè, rồi lấy cái muỗng gõ gõ ra cho nó bể. Xong rồi cái mình múc cái chồng đỏ lên mình chan vô một tí xíu muối tiêu chanh. Trời ơi, ta nói he, coi tới cái khúc này rồi có ai mà thấy thèm chảy nước miếng chưa. Giờ là tôi mời tất cả mọi người ăn hộp vịt lộn chấm muối tiêu chanh cùng với tôi luôn nghe. Thì ta nói mấy cái hộp vịt lộn nè, luộc nước dừa lên ăn y chang như là hộp vịt lộn luôn. Nó không có khác một xíu nào hết trơn, mà có nhiều người nói ăn nó khác dữ lắm. Cái gì tới nữa vậy ông cô nội, ăn hộp vịt lộn không giống hộp vịt lộn chứ giống cái gì. Mà cái này là nhọn tinh thiệt nha, luộc nước dừa ăn nó thơm thiệt. Cái phần nước của hộp vịt lộn á, mình húp vô một cái tờ của tao nó ngọt ngọt, nó thanh thanh gì đâu luôn á. Cộng thêm ngoài trời đang mưa, ở trong đây ăn nó nóng nóng nó tà rồi, ta nói nó đã. Mà chắc sau bữa nay á, là vô trong nhà ở lại quá, chứ ở ngoài đây giọt mưa quá chừng luôn rồi. Có hết trơn á con, đừng có hòng nha con, mẹ không có cho con vô nhà ở lại đâu. Con đừng có mơ nhé, đừng có mơ nhé, ở ngoài đây luôn đi. Thôi đi mà mẹ, cho con vô nhà lại đi mà, chứ ở ngoài đây mưa giọt dữ lắm luôn rồi.